thấy chồng đảm nhiều hơn. Tại vì ảnh chăm sóc mình kỹ, anh cũng lo ăn uống này kia, thậm chí nhiều khi mà thường là vợ sẽ nấu những cái bữa cho gia đình, nhưng mà ảnh thì là nhiều khi Phương ngủ dậy là thấy anh đã nấu món gì cho Phương rồi, ngày nào cũng thực đơn khác nhau hết trơn á. Nhiều khi mà mình kêu là giảm cân thì giảm cân chung, mập thì mập chung. Nói chung là tới hiện tại thì thấy cuộc sống rất là ổn định. Lấy chồng rồi Phương thấy cuộc sống thay đổi như thế nào? Hay đôi khi cũng hay mơ mộng. Bây giờ thì mình lập gia đình rồi thì suy nghĩ của mình phải lớn hơn, chín chắn hơn. Thậm chí nhiều khi bây giờ mình ra ngoài, mình có chồng rồi ra ngoài đi chơi nó khác hẳn hà. Hồi xưa đi chơi sao cũng được, thoải mái lắm. Bây giờ thì có chồng là mình cũng phải nghĩ là gia đình nhiều thứ khác. Mình không có phải hồn nhiên ngây thơ như trước nữa. Mình phải biết cách làm sao để quán xuyến gia đình nhiều hơn. Đó, thì nó thay đổi cũng nhiều. Sau đó một thời gian mình nghỉ ngơi, xong mình cũng hồi xưa cũng than là sao mà hay đi làm nhiều, không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Thì bây giờ mình chú trọng gia đình nhiều hơn một chút. Khi mình có nhiều thời gian hơn thì mình hiểu hơn là đi ra ngoài đi chơi các bạn, nhiều khi mình thấy là chết rồi, mình bị lạc đàn rồi. Nguyên một team chơi thân với nhau lắm, nhưng mà thấy mọi người ai cũng như là vui vẻ nhí nhố lắm nha, nhưng mà tự nhiên cảm giác mình chững lại một xíu, có một gì đó hơi lạc nhịp một xíu, nhưng mà sau đó phải hòa nhập với mọi người lại. Như là cảm giác là giờ mình phải biết dung hòa giữa cả hai để mình không bị ra ngoài đi chơi các bạn mình lại bị lạc quẻ. Cái nghệ thuật nó ăn vào máu Phương rồi, nó làm cho mình buồn chồn lắm. Ở nhà là buồn chồn suốt à, muốn là thôi bây giờ mình phải đi làm, mình không thể, mình phải biết cách để cân bằng cuộc sống gia đình và công việc, chứ không thể nào mà chỉ ở nhà không được. Nên là mình nghĩ là mình đã hưởng thụ xong rồi, mình đã cho mình khoảng thời gian để mình hưởng thụ rồi, bây giờ phải quay lại thôi, mình phải đi làm thôi. Làm cho sứ quản có gì khác biệt không? Để Phương cũng là như quản mà, Phương cũng là người quản mà, cho nên là mình cũng hiểu miền Trung mình như thế nào. Đương nhiên là khi mình về làm dâu mình sẽ khác, nhưng mà Phương được rất là may mắn được ba chồng rất là thương yêu, mấy chị cũng rất là thương yêu chăm sóc, nên là mình thấy khi mọi người kêu nhiều khi là lấy chồng cực lắm, không có, Phương về Phương thấy là mọi người thương yêu quá, chăm sóc người ăn uống này kia cưng quá, cho nên là thấy không có gì là cực hết. Ở nhà thì Phương có phải là người vợ đảm đang không? Hư quá, Phương hư lắm, thấy không đảm đang lắm. Cũng có chăm sóc chồng nhưng mà thấy chồng đảm hơn vợ rồi. Thấy chồng đảm nhiều hơn. Tại vì ảnh chăm sóc mình kỹ, anh cũng lo ăn uống này kia, thậm chí nhiều khi mà thường là vợ sẽ nấu những cái bữa cho gia đình, nhưng mà ảnh thì là nhiều khi Phương ngủ dậy là thấy anh đã nấu món gì cho Phương rồi, ngày nào cũng thực đơn khác nhau hết trơn á. Nhiều khi mà mình kêu là giảm cân thì giảm cân chung, mập thì mập chung. Nói chung là tới hiện tại thì thấy cuộc sống rất là ổn định. Hai vợ chồng cùng làm nghệ thuật thì công việc của mình Phương có hỏi ý của chồng không? Thực sự là phải có chứ, vợ chồng mà đã giờ, hồi xưa là mình muốn sao không được, mình mà muốn gì mình phải làm thôi, mình kệ ai nói gì đó, mình muốn là mình làm. Bây giờ thì khi mình muốn thì mình phải cân nhắc, mình phải hỏi là xem chồng mình có ủng hộ không, có thích không, chứ không thể nào mà anh em làm rồi nha là dội hàng á, là không ai muốn vậy hết trơn á. Và Phương muốn là vợ chồng thì có gì cũng phải trao đổi với nhau, chia sẻ với nhau. Có tin đồn nhắc Phương đã sinh con, nhưng vì sao Phương vẫn im lặng? Đâu phải lúc nào mình cũng chuyện đời tư mà, tức là cũng số ốp ra cho mọi người biết hết thì cũng không nên, vì họ sẽ chăm chăm vào những cái đời tư của mình mất, họ sẽ không quên mất cái công việc mà hai đứa đã cố gắng nỗ lực trong suốt một năm, như là những dự án của ảnh, cả dự án của Phương nữa. Nên là Phương nghĩ là tốt nhất là mình nên chia sẻ với tất cả mọi người nhiều về cái công việc, những đứa con tinh thần mà mình sẽ mang tới cho họ, chứ không nên là về đời tư quá nhiều sẽ bị sao nhãng mất. Nhưng mà đến một lúc nào đó khi mà thích hợp mình cũng chia sẻ thì mọi người cũng sẽ hiểu. Phương hy vọng đó, với cách sống của mình sẽ không, nói chung là không làm buồn lòng ai cả. Sau này Phương thích sinh nhiều con không? Sinh nhiều con cá hả? Thích chứ, nhưng là cũng muốn nhà mình đông vui chứ, không thể nào mà sinh một đứa được, sinh hai ba đứa chẳng hạn. Nói chung là đương nhiên là Phương nghĩ là nó phù hợp với kinh tế. Mình nghĩ là khi làm phù kinh tế của mình đầy đủ mọi thứ thì mình sinh con thôi. Bây giờ Phương có ngại khi được gọi là bà xã của Trường Giang không?
khi mà đó là vợ khác rồi. Vợ là bà xã thì bà xã thì hậu phương mà, mình đứng phía sau. Cho nên là giờ kêu bà xã Trường Giang không có vấn đề gì cả. Chứ ngày xưa mà còn nhắc tới chuyện là mình là người yêu Trường Giang mà không nhắc tới công việc của mình là mình buồn lắm. Còn bây giờ thì đó là sự thật. Và bây giờ là mình đã là một hậu phương vững chắc cho ảnh. Có thể là mình không, ông cứ, mình sẽ không quá nhiều tập trung vào công việc nữa. Mình sẽ đứng ở phía sau mình ủng hộ ảnh nhiều hơn. Đó cho nên Phương nghĩ là cái đó không còn là vấn đề nữa. Nó khác nhau giữa hôn nhân và tình yêu đó. Ngày trước Trường Giang khá đầu à, còn bây giờ thì sao? Thực ra bây giờ mọi người nhìn vào, mọi người thấy như vậy thì vấn đề là hay để thời gian cho ảnh, cho mọi người thấy một con người khác của ảnh. Chứ Phương nói là ảnh thay đổi rồi thì bây giờ mọi người có tin không? Đúng không? Làm sao được, thì để cứ để thời gian sẽ chứng minh thôi. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.